chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì video ngày hôm nay dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ nhỏ gọn, giá mềm mềm các anh chị ha. Rồi thì bên trái của Tiền đây là Kia Morning số sàn đời 2017 nha. Xe này thì đi được đâu đó 46.000 km và anh chủ lên rất là nhiều option đầy đủ tiện nghi cho mình sử dụng luôn nha. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá chỉ có 219 triệu thôi các anh chị ha. Rồi bên đây một chiếc xe siêu lướt cũng rất là hot luôn nha, màu đỏ rất là đẹp luôn các anh chị, Hyundai i10 hatchback phiên bản số tự động đời 2020 nè, mới lướt nhẹ 11.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên Tiền đang bán với giá là 398 triệu các anh chị ha. Thì bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về hai cái xe trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Chiếc i10 thì biển 60 Đồng Nai các anh chị ha, được sở hữu nước sơn màu đỏ rất là đẹp nè, không trì xước luôn, full lịch sự hãng nha. Đấy, rất là đẹp ha. Các anh chị nào mà mạng hỏa thì không thể bỏ qua chiếc xe này nha. Rồi, bên đây Kia Morning số sàn 2017 nè. Đấy. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu vàng ghi, mang biển số Sài Gòn ha. Chiếc này thì anh chủ lên camera hành trình rồi lên màn hình rất là đầy đủ cho mình sử dụng luôn các anh chị nha. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết chiếc Morning này trước các anh chị ha. Xe này biển Sài Gòn 51F nè, 48243 ha. Biển số cũng tương đối, các anh chị nào mình ở Sài Gòn mình lấy chiếc này thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên nha. Rồi đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền ha. Nắp capo thì Tiền thấy không có bị trầy xước, không có bị trầy xước ha. Tuy nhiên thì phần cản trước thì có trầy các anh chị, có trầy tí xíu ha. Đây phần cản trước nó bị xước như thế này nè các anh chị đấy. Nếu mà các anh chị nào muốn hỗ trợ làm lại thì sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình dặm lại cho đẹp nha. Bên này phần cản trước cũng bị trầy một tí xíu ha. Xe đã qua sử dụng mà. Đấy, bị trầy nhẹ gì là bình thường các anh chị ha. Rồi, mình kiểm tra lốp nha. Rồi, lốp độ gây gió Tiền thấy cũng còn rất là sâu nè các anh chị. Mâm thì Tiền thấy cũng có xây xước nhẹ ha. Xây xước nhẹ những điểm như thế này. Rồi, đây, đách vỏ nè 2019 các anh chị nha. Vỏ này vỏ 2019 ha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn tới tháng 1 năm 2023. Cũng còn rất là dài ha. Ở đây thì có dán phim cho mình nè, có viền che mưa nha. Anh chủ thì có lên cho mình một cái gương cầu lồi nữa các anh chị, giúp cho mình dễ quan sát hơn ha. Rồi nhìn sơ một vòng keo chỉ giúp Tiền nha. Vì đây là video đi, Tiền đi hai xe nên chắc là Tiền sẽ đi nhanh nhanh một tí xíu các anh chị ha. Còn về chất xe thì các anh chị nhà mình yên tâm, luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tét hãng luôn. Đấy, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Và ngoài ra khi mà bán xe ra thì bên Tiền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Còn những trường hợp xe đời cao lướt lướt nè, còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị ha. Ở xe này thì phía bên này Tiền thấy không có bị trầy xước gì hết nha. Hai bên hông của phần cản sau không có bị trầy xước nè. Ở đây thì có một cái cản inox của anh chủ mình lắp thêm nhé. Ở đây thì có một cái cam lùi và một cái camera hành trình phía sau nè các anh chị. Rồi nhìn sơ giúp Tiền phần gầm luôn nha. Đấy, rồi Tiền mở cốp nha. Rồi trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần ốc cốp nè. Ốc cốp nguyên zin nha, keo chỉ cốp nguyên zin. Đấy. Video ngày hôm nay là dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe nhỏ gọn, dễ đi trong Sài Gòn nè, hoặc là đi đưa đón con đi học, hoặc là mấy chị nữ mà đi chợ đồ đó, lấy ngay những cái chiếc xe này ha. Rồi xe mới về chưa vệ sinh nên là còn hơi bụi hơi dơ, các anh chị nhà mình thông cảm giúp Tiền ha. Dưới này lớp dự phòng các anh chị, lớp dự phòng độ gây gió còn rất là sâu luôn á. Đồ nghề thì đặt trong đây nha, con đội tay quay được đặt trên như thế này rất là gọn gàng ha. Rồi ok, Tiền đóng lại nha. Mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất các anh chị nha. Hôm nay bên Tiền về thêm nhiều xe lắm các anh chị, mới về thêm Xpander số tự động 2019 nữa nè, màu trắng rất là đẹp ha. Rồi ghế da nguyên zin, tông màu xám các anh chị. Sàn thì sàn 5D, trần thì trần 5D các anh chị nha. Rồi Tiền tiến về khoang lái nha. Rồi trước tiên thì nhìn giùm Tiền phần vô lăng ha. Vô lăng Tiền thấy cũng không có bị trầy xước gì hết á. Cái này là do bao da tay lái nè, chặt dơ các anh chị. Đấy, rồi không bị trầy xước gì hết ha. Nhìn đồng hồ giúp Tiền nè, 46.224 km các anh chị. Trên đây thì có một cái tấm thảm tắp lô nữa ha. Dưới này thì cũng không bị trầy xước gì hết á. Ở đây thì có một cái camera hành trình, cái này cũng camera hành trình luôn. Sao anh chủ gắn hai cái được vậy ta?
Rồi, ở dưới này thì có trang bị cho mình một cái màn hình Android ha. Ở camera hành trình này là tích hợp được lên cái màn hình này luôn các anh chị nha. Màn hình này là màn hình lên á, màn hình zin thì nó không được xịn sò như vậy đâu. Rồi, đây, nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp tiền nha, cần số nè. Cũng còn rất là đẹp các anh chị ha. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước mình nhìn sơ phần động cơ nha. Để tiện tắt máy đây. Rồi. Đợi tiền tí xíu nha. Hôm nay xe về nhiều quá nên là đậu sát sát nhau đó, nên là hơi khó thấy. Nếu mà các anh chị chỗ nào mà xem không rõ thì liên hệ tiền đi. Tiền sẽ chụp hình tiền gửi cho các anh chị nhà mình xem nhé. Xe này mới về chưa vệ sinh gì hết là tiền quay cho mọi người luôn nè. Những cái xe mềm mềm như thế này á, giá mềm mềm như thế này bên tiền về bán rất là nhanh luôn. Nên nếu mà các anh chị nào mình ưng thì mình tranh thủ nha. Rồi nhìn sơ phần ốc máy giúp tiền nè. Đấy, xe mới về chưa vệ sinh nên khoang máy nó còn hơi dơ, các anh chị nhà mình thông cảm giúp tiền ha. Còn một khi xe mà giao đến tận tay quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp nha. Rồi tiền đóng lại. Thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa ha. Thì đây là Kia Morning số sàn đời 2017 nè. Đi 46.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 219 triệu nha. Rồi mình qua tiếp chiếc kế bên các anh chị ha. Hyundai i10. Chiếc này là Hyundai i10 số tự động đời 2020. Đi mới có 11.000 km thôi. Phiên bản hatchback nha. Thì chiếc này bên tiền đang bán với giá là 398 triệu. Các anh chị đi cận hơn phần nước sơn giúp tiền ha. Nắp capo thì không có bị trầy xước gì hết. Xe này thì phải nói mới 98-99% nha các anh chị nha. Nước sơn còn nguyên zin 100%, chưa qua giảm tút các anh chị ha. Đấy, những cái mối nối còn rất là khít, rất là liền lạc, rất là đẹp luôn. Tiền thì rất là thích chiếc này luôn. Rồi ok, mình kiểm tra lớp nha. 5 vỏ vẫn còn là 5 vỏ zin heo xe nha. Độ gây gió còn rất là sâu nè. Đấy, còn rất là sâu luôn á. Mâm thì tiền thấy không có bị trầy xước gì hết các anh chị nha. Để tiền tìm xem cái đách vỏ ở đâu, tiền quay cho mọi người xem nha. Đách vỏ này nó lật vào trong rồi các anh chị ơi, không thấy rồi. À đây, đây này các anh chị, tuần thứ 28 của 2020 các anh chị nha. Vỏ zin theo xe. Đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2023, đường bộ thì tháng 8 2021 các anh chị. Ở đây thì có dán phim cho mình nha, có viền che mưa nè. Tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm các anh chị ha. Ở đây thì anh chủ có lên cho mình một cái gương cầu lòi nữa nè, giúp cho mình dễ quan sát hơn ha. Đấy. Đây, keo chỉ nè, nguyên zin nha. Xe này thì phải nói như một chiếc xe mới trong hãng ra vậy đó các anh chị. Mình mua xe này thì mình tiết kiệm được vài chục cho tới 100 triệu ha. Đấy. Rồi. Ốc trên cửa phía sau nè, nguyên zin nha. Rồi, ok, tiền đóng lại ha. Bên này cũng không có bị trầy xước gì hết nha các anh chị nha. Không bị trầy xước gì hết. Còn xe đã qua sử dụng mà xước nhẹ nhẹ dăm dăm ở một vài chỗ thì bình thường các anh chị ha. Ở đây thì để tiền xem có cảm biến lùi nè, có cam lùi luôn các anh chị nha. Rồi, nhìn sơ phần gầm giúp tiền luôn ha. Đấy, gầm bệ. Thật sự thì kiểm tra cho các anh chị nhà mình xem vậy thôi. Chứ xe bên tiền thì đã được mấy anh kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về các anh chị. Rồi, nhìn sơ giùm tiền phần ốc cớp nha. Ốc cớp nè, nguyên zin hết nha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 lít thôi, 6 lít rưỡi các anh chị. Rồi, đây. Những cái tấm như thế này anh chủ còn chưa gỡ, chưa xài luôn nè các anh chị. Dưới này nha, dưới này có mấy cái tấm lốp sàn. Rồi đây, lớp dự phòng còn mới 100% chưa chạm đất luôn các anh chị. Còn cái đường viền sơn các anh chị nhà mình thấy không ạ? Đồ nghề nè, con đội nè, còn đầy đủ các anh chị ha. Những cái phần nhựa bên trong của chiếc xe này là không trầy xước luôn nha. Cái này là dơ nè, vệ sinh là ra nè, không có bị trầy xước gì hết nha. Rồi tiền đóng lại, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần nội thất nha. Rồi, ghế da các anh chị. Ghế da pha nỉ nguyên zin ha. Sàn thì sàn simili, trần thì trần nguyên bản các anh chị nha. Đấy, chất da còn rất là đẹp. Xe này mở cái cánh cửa ra thôi là nghe còn mùi mới luôn các anh chị nha. Đây thì đây là chìa khóa của i10 nè các anh chị. Chìa khóa của i10 nha. Rồi,
Rồi trước tiên thì nhìn giùm tiền phần vô lăng ha. Vô lăng bọc da các anh chị rất là mới, không trầy xước cũng không bị hao mòn gì hết nha. Những cái nút bấm nè không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết á. Logo cũng còn rất là đẹp các anh chị ha. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền nè, 12.075 km các anh chị nha. Trên đây đắp lô còn tem từ nhà máy luôn các anh chị, không bị trầy xước miếng nào á. Keo nè, những cái keo như thế này còn chưa gỡ luôn các anh chị. Rồi trên này thì có một cái camera hành trình các anh chị nha. Dưới này thì có một cái màn hình xin theo xe, có tích hợp bản đồ luôn ha. Nhìn sơ phần nội thất phía bên này giúp tiền nha, cần số nè, rất là đẹp, rất là mới ha. Phần ghế bên ghế phụ cũng còn rất là căng, rất là đẹp các anh chị. Trên này những cái ni lông từ nhà máy như thế này thì vẫn còn chưa gỡ hết nữa nè, vẫn chưa gỡ hết nữa các anh chị ha. Rồi tiền sẽ tắt máy nha, mình tiến về phía trước mình kiểm tra phần động cơ nha. Thì nhìn dùm tiền phần ốc của nắp capo nha, cũng như là keo chỉ capo ha. Thì sẽ kiểm tra thật là kỹ để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa mình biết được chất xe như thế nào á. Nếu được thì chuyển khoản đặt cọc, tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Rồi ốc chân đèn các anh chị, đấy nguyên zin ốc máy nè, đấy sơn phết nguyên zin đầy đủ, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị ha, như một chiếc xe mới vậy đó. Chiếc này là phải nói là cực kỳ đẹp. Rồi ok. Rồi tiền nhắc lại thông tin hai chiếc xe này một lần nữa ha. Thì bên đây là Kia Morning các anh chị, số sàn 2017 nè, đi 46.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 219 triệu ha. Còn bên đây là Hyundai i10 các anh chị, hatchback phiên bản số tự động đời 2020 nè, đi mới có 11.000 km thôi. Thì chiếc này hiện tại bên tiền đang bán với giá là 398 triệu ha. Nếu mà các anh chị nào mà thích một trong hai chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới nha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ha. Tất cả giá ở đây tiền báo thì đều có bớt cho các anh chị tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị nào mà ưng chiếc nào thì liên hệ tiền đi. Hôm nay bên tiền về thêm rất là nhiều các dòng xe khác nhau luôn các anh chị, năm chỗ bảy chỗ đều có luôn ha. Mới về thêm Santa Fe nè, rồi về thêm Xpander số tự động 2019 nữa các anh chị. Và hiện tại bên kho tiền thì đang có rất là nhiều các dòng xe năm chỗ bảy chỗ khác nhau luôn, nên là nếu mà các anh chị đang có nhu cầu cần tìm mua một chiếc xe như thế nào đó thì nhớ liên hệ tiền, sẽ tư vấn cho các anh chị để mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn nãy giờ đã theo dõi hết cái video của tiền ha. Đừng quên cho tiền xin một like và một lượt đăng ký nha, ấn vào biểu tượng chuông thông báo bên dưới đi để những cái xe nào mà mới nhất bên tiền về nè, tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được ha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.